dặn dò của đạo. Qua phần diễn ngâm của hai đồng đạo Trần Văn Mười và đồng đạo Thái Thị Đĩ, bài dặn dò của đạo chính do Đức Thầy viết vào cuối tháng 2 năm 1940. Trân trọng kính mời hai đồng đạo. Chỉ là nghe tấu bồ do dạng dần ba tâm tấm đo chiều về, làm sao cửa Phật chưa về, hùng sùng tàn ác có về dài khuyên, thầy cùng trò lại quá điên, cùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ, tưởng xưa dấu cũ còn mờ, không lo tìm kiếm bến bờ mà nương, nói cho bốn đạo đắng tường dạy dân. Con người có tổ có công, học hai chữ nghĩa sao không phượng thờ, hiếu trung chuyện tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Từ đây ta mắc buồn ba, dời chân ra bắt đắng mà dạy khuyên, dạng dân nên trọng Phật tiên, dễ người lời dạy đó riêng một mình. Bắc Nam chờ đợi cuối thình, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, viết thêm một khúc ngâm nga, dặn dò bổn đạo vậy mà mấy chương. Ta giàu có cách thôn hương, dặn dân cứ giữ hiền lương mà làm. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin dân thân hạnh được giới thiệu dân biểu đơn vị 47, Alan Lowen Thorpe. Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to join all of you to celebrate the 76th anniversary of Wahao Buddhism, founded by the prophet Nguyen Phu So. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được phép được đây để tham dự kỷ niệm năm thứ 76 ngày khai đạo lên đạo giáo Hòa Hảo do Đức Huynh Phú Sổ. As you all know, we just celebrated America's Independence Day yesterday, July 4th. And today we are celebrating religious tradition that has made many contributions to Vietnam since the early days of independence. Vừa ngày hôm qua chúng ta vừa mới chào mừng ngày độc lập của Hoa Kỳ, và ngày hôm nay chúng ta có dịp để kỷ niệm ngày khai đạo nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nền đạo đã
đóng góp rất là nhiều trong cái phong trào phong đấu cho độc lập của dân tộc Việt Nam chúng ta. The prophet Nguyễn Phu Sô was much more than a spiritual leader and a savior to the followers of Hoa Hào Buddhism. But he was also a great Vietnamese patriarch and a revolutionary leader who, with other patriots, contributed to the independence movement for Vietnam in the 1940s. Dạ vâng, Đức Phật Phú Sổ không những chỉ là một thầy, một nhà lãnh đạo trong tôn giáo, khai sáng nền đạo Phật giáo Hoa Hảo, mà ngài còn là một vị ái quốc, một nhà cách mạng lớn, và ngài cùng với tất cả tín đồ Phật giáo Hoa Hảo đã đóng góp rất là nhiều cho công cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam chúng ta. Buddhism in celebration of the 76th founding anniversary of Hoa Hào Buddhism by the prophet Nguyễn Phu Sô, and in recognition of the invaluable contributions to Southern California by Hoa Hào Buddhists. Thank you for your continued dedication and commitment to serving the community. A certificate of recognition from the United States House of Representatives. Dạ vâng, xin gửi có một cái món quà nhỏ để trao tặng đến ban trị sự miền Nam California giáo hội Phật giáo Hoa Hảo. Để xin được cái này lại lễ này cũng như là các ban trị sự đã đóng góp công sức phục vụ cho đồng đạo cũng như là cho